Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Phía sau tay lái phát sóng trên kênh truyền hình quốc gia VTV8. Thưa quý vị, an toàn giao thông tại các trạm thu phí đường bộ được xây dựng theo hình thức hợp đồng xây dựng, kinh doanh chuyển giao, gọi tắt là BOT, đã và đang là một trong những vấn đề nóng được dư luận xã hội quan tâm. Bởi trong thời gian vừa qua, liên tục xuất hiện phản ứng của các lái xe dẫn đến ùn tắc giao thông, rồi tình trạng né trạm thu phí đi vào đường nội thị gây mất an ninh trật tự. Và câu chuyện cụ thể trong chuyên mục Phía sau tay lái ngày hôm nay đang diễn ra tại tỉnh Quảng Trị. Nhưng trước tiên sẽ là một số thông tin giao thông 24/7. Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải vừa tiếp tục chỉ đạo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về công tác vận tải gắn với nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan đơn vị bám sát chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quy định của Bộ Y tế tại quy định số 4800/QĐ-BIT ngày 12 tháng 10 năm 2021 hướng dẫn về chuyên môn y tế, Sở Giao thông Vận tải tổ chức thực hiện tốt kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 phù hợp với diễn biến dịch bệnh tại từng địa bàn, giao Sở Giao thông Vận tải các địa phương chủ trì phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác phòng chống dịch trong lĩnh vực vận tải, áp dụng tăng lưu lượng vận tải hành khách, cho phép hoạt động các tuyến vận tải khác đảm bảo yêu cầu theo hướng dẫn. Trên các trang bán vé trực tuyến, giá vé máy bay trên các trạng bay nội địa đang còn khá nhiều với mức giá rẻ bất ngờ so với đồn đoán trước đó. Trái ngược với những lo lắng của người dân về việc giá vé máy bay sẽ tăng cao do nhu cầu đi lại sau nới lỏng giãn cách lớn, nhưng thực tế những ngày qua cho thấy giá rất mềm, ngay cả trên đường bay Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi các hãng hàng không được tăng chuyến, mở lại nhiều đường bay từ 21 tháng 10, giá vé đã giảm từ 2 đến 3 lần so với vài tuần trước. Trên trạng bay được cho là nóng nhất từ khi mạng bay nội địa được khai thác trở lại là Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội, từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10, giá vé phổ thông dao động trong khoảng từ 700.000 đến 3 triệu đồng, đã bao gồm thuế phí. Tương tự, giá vé khứ hồi trên trạng Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng cũng tương đối mềm, chỉ từ 1.6 triệu đến gần 3 triệu đồng. Hiện Vietnam Airlines đã khôi phục gần như toàn bộ mạng bay nội địa với 4 chặng đường. Số đường bay dự kiến khai thác từ ngày 21 tháng 10 đến 30 tháng 11, sấp xỉ trước khi dịch COVID-19 bùng phát trong năm 2021. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an và các đơn vị đã bàn giao toàn bộ hệ thống giám sát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, hệ thống bao gồm 34 camera được lắp đặt dọc tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với các chức năng quan sát, nhận dạng biển số, đo tốc độ, kiểm soát vượt đèn đỏ của các phương tiện tham gia giao thông. Những hình ảnh các camera ghi nhận được chuyển về trung tâm đặt tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh. Căn cứ vào đó, lực lượng chức năng sẽ phân tích lỗi vi phạm, gửi thông báo đến chủ phương tiện để xử phạt vi phạm hành chính. Hệ thống hoạt động thử nghiệm trong khoảng từ 2 đến 3 tuần. Thời gian này, lực lượng làm nhiệm vụ của Công an tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về hoạt động của hệ thống nhằm giúp người dân, chủ phương tiện tham gia giao thông hiểu, đồng thuận và chấp hành nghiêm. Sau thời gian hoạt động thử nghiệm, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ chính thức áp dụng việc xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ thông qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm bằng camera. Thưa quý vị, trạm thu phí BOT Trường Thịnh đặt tại km 763+800 quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, theo quyết định số 3885 của Bộ Giao thông Vận tải. Sở dĩ có trạm thu phí này là bởi trước đó, công ty cổ phần tập đoàn Trường Thịnh đã đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng để xây dựng hai đoạn đường với tổng chiều dài gần 30 km từ thị trấn Gio Linh vào thị xã Quảng Trị. Điều đáng nói là vị trí đặt trạm BOT nằm ngay giữa tỉnh Quảng Trị, là nơi kết nối trung tâm đô thị, một bên là thành phố Đông Hà và bên còn lại là huyện Triệu Phong, thị xã Quảng Trị, Hải Lăng. Điều này đã làm cho gần như tất cả người dân di chuyển trong nội tỉnh gặp khó khăn, bởi hễ cứ ra đường là phải đóng phí. Thực trạng này đã kéo dài 8 năm qua và để đối phó với vấn đề này, mỗi ngày có hàng trăm cho đến cả ngàn ô tô chạy vào đường làng qua xã Triệu Giang để né trạm thu phí, khiến an ninh trật tự, an toàn giao thông bị ảnh hưởng xấu. Người dân quê vốn quen với bình yên thì nay lại rất bức xúc trước sự hỗn loạn bởi giao thông tại đây. Sống ngay tại chân cầu Bình Lội, ông Bùi Khảm đã chứng kiến sự hình thành của cầu Bình Lội từ khi đây còn là một cây cầu leo bằng tre. Đến năm 1992, từ nguồn kinh phí huy động từ bà con nhân dân và hợp tác xã gồm 300 con bò, mấy chục tấn lúa để xây dựng cầu bằng bê tông cứng cáp.
Nhưng đến thời điểm này, có lẽ cầu Bình Lội cũng không còn trụ được bao lâu nữa khi cả ngàn lượt xe qua lại mỗi ngày để tránh trạm thu phí BOT Quảng Trị. Tôi ở đây tôi chứng kiến là một tiếng hô là 60 chiếc là đi tránh ở đây. Vào mùa học thì học sinh đi rất là đông. Mà hơn nữa nhà san sát hai bên đường này là trẻ con trong nhà tự nhiên nó chạy ra là trở thành là nhiều cái vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Tuyến đường bê tông thuộc xã Triệu Giang có chiều dài khoảng 3 km, rộng gần 5 mét. Hàng ngày con đường này oằn mình gánh chịu hàng trăm chiếc xe các loại đi qua để né trạm thu phí. Do đường hẹp, lượng xe lưu thông tăng đột biến nên thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe. Trên tuyến này có 3 trường học, một khu chợ, tập trung đông người qua lại, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Tiếng còi xe, khói xe, bụi bặm gây ô nhiễm cũng khiến người dân lo ngại về sức khỏe. Chính quyền và người dân địa phương đã lập barrier chắn ngang đường, hạn chế các loại xe tải có trọng lượng lớn đi qua đoạn đường bê tông liên thôn này. Từ ngày mà trạm thu phí mà đi qua trên địa bàn xe lưu lượng tránh đó, thì đã xảy ra được 5 vụ tai nạn, là trong đó là có một vụ tai nạn chết người và có như bị thương là 4 vụ. Và các cái vụ tai nạn từ hoa giải là cũng rất là nhiều vụ. Về phía địa phương, thứ nhất là cũng đề nghị cấp trên quan tâm để là nâng cấp xây dựng mới cái cầu Bình Lội, hiện tại đã xuống cấp trầm trọng. Thứ hai nữa là phải có cái sự là di dời trạm thu phí ngoài địa phương, những địa phương nó chịu ảnh hưởng trực tiếp mà liên quan đến ở tỉnh Quảng Trị, là vì cái trạm thu phí là đóng giữa tỉnh cho nên là cái vận chuyển hàng hóa bị thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương là rất là khó khăn. Ban an toàn tỉnh đã chỉ đạo cho công an cấp huyện phối hợp với lực lượng công an chính quy ở cấp xã là tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý cả cái vi phạm về xe cố tình né tránh trạm, nhưng mà đồng thời là cũng khuyến cáo đề nghị là các lưu lượng xe cũng không nên vào đó nhiều để gia tăng lưu lượng qua đường giao thông nông thôn. Gác chắn thì cũng đã được làm, các lực lượng chức năng cũng thường xuyên tuyên truyền, khuyến cáo chủ phương tiện không nên đi vào đoạn đường này. Nhưng thực tế, hàng ngày các loại xe ô tô từ xe 4 chỗ, xe taxi, xe khách cho đến các loại xe tải lớn nhỏ rầm rập qua làng suốt ngày đêm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông là rất lớn. Theo tôi thấy, một người dân ở địa phương thì thấy cái trạm thu phí đặt ở giữa tỉnh thì hẳn không hợp lý lắm. Nếu như một cái trạm thu phí là hẳn một lúc đầu tỉnh hay cuối tỉnh. Đôi lúc trong một người làm từ thị xã Quảng Trị mà ra Đông Hà một ngày chạy 3-4 vòng xe mà chạy chiều một cái 3-4 vòng phía như vậy là cảm thấy là nó rất là không công bằng cho người dân. Ở địa phương thì cũng là nhiều lần kiến nghị để mà ủy ban tỉnh gọi kiến nghị với là trung ương, đặc biệt là tập đoàn Trường Thịnh có cái sự bố trí để đặt cái trạm BOT này vào một cái vị trí thích hợp hơn. Trong quá trình khai thác thì cũng đề nghị tập đoàn Trường Thịnh là cũng phối hợp với huyện trong cái việc là bảo trì cái hệ thống đường, hệ thống thoát nước và đặc biệt là cái cảnh quan môi trường trên khu vực mà tập đoàn Trường Thịnh đang khai thác này. Để tạo điều kiện thuận lợi cho tỉnh Quảng Trị, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã có kết luận đề nghị tỉnh Quảng Trị nghiên cứu phương án, cơ chế, chính sách, báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép sử dụng nguồn ngân sách địa phương hoặc huy động nguồn vốn hợp pháp khác để mua lại quyền thu phí và tổ chức khai thác phù hợp phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đảm bảo an ninh trật tự xã hội. Trên cơ sở kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thì lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục nghiên cứu và theo hướng có thể phải xây dựng một cái đề án và phân tích các cái ưu nhược điểm cũng như khả năng thực thi, có cái tính khả thi mới triển khai thực hiện được. Thì hiện nay lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng đang chỉ đạo các sở ngành nghiên cứu và sẽ có người báo cáo cụ thể. Nếu trường hợp dự án khả thi thì lãnh đạo tỉnh Quảng Trị sẽ làm việc với Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện. Được biết trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề xuất phương án chuyển trạm thu phí đến vị trí giáp danh giữa huyện Hải Lăng, Quảng Trị và huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Việc chuyển trạm thu phí đến vị trí mới vẫn đảm bảo khoảng cách giữa các trạm BOT theo quy định của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, giải pháp này chỉ có thể thực hiện được khi thương vụ mua lại quyền thu phí thành công. Thưa quý vị, trong tiểu mục Ai đúng ai sai tuần này, chúng tôi cũng đã mời đến trường quay Trung tá Thái Anh Tuấn, đội trưởng đội tuyên truyền xử lý Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đà Nẵng. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng theo dõi clip tình huống tuần này.
Vâng, anh Tuấn ơi, anh có thể phân tích cụ thể hơn về lỗi sai trong cái tình huống này được không? Trong trường hợp này chúng ta thấy là người điều khiển xe đầu kéo màu trắng đã vượt xe trái quy định, mà có thể nói là mặc dù là chưa có hậu quả gì xảy ra, nhưng mà đây cũng là một trong những cái nguyên nhân hết sức là nguy hiểm, có thể dẫn đến hậu quả là cực kỳ lớn. Nếu mà có sự va chạm thì mọi việc nó xảy ra nó rất là khó lường. Vâng, vậy thì anh có thể chia sẻ cụ thể hơn về những cái luật quy định về vượt xe được không ạ? Nói về vượt xe thì trước hết cái điều kiện mà để vượt xe, thứ nhất là chúng ta phải trước khi vượt là phải xin vượt bằng tín hiệu bằng còi hoặc bằng đèn. Nếu mà trong khu đô thị, khu đông dân cư từ 22 giờ đến 5 giờ ngày hôm sau thì chúng ta chỉ xin được vượt bằng đèn. Thì khi vượt xe thì vượt về phía bên trái và không có chướng ngại vật phía trước và không có xe chạy theo chiều ngược lại ở trên cái đoạn đường định vượt. Rồi và vượt xe thì phải tuân thủ các nguyên tắc như là khi mà ở phía trước giảm tốc độ tránh về phía bên phải thì mình mới được vượt. Còn một số trường hợp mà không được vượt xe trong cái trên có đoạn đèo dốc hoặc là ở nơi đường hẹp, hoặc là chúng ta thấy trong cái tình huống của chúng ta là ở cái đoạn đường này thì có một cái vạch sơn liên tục là cái đường mà chúng ta cấm vượt xe và nơi có đặt cái biển báo cấm vượt xe. Thì tại vì tất cả những trường hợp này nếu chúng ta vượt không đúng quy định thì sẽ có thể gây ra những cái hậu quả đáng tiếc. Vâng, cũng có thể thấy là rất may mắn trong trường hợp này thì cũng chưa xảy ra những cái tai nạn. Nhưng mà nếu xảy ra tai nạn thì người điều khiển xe đầu kéo cũng sẽ bị xử phạt như thế nào ạ? Ở đây chúng ta có thể thấy xét cái tình huống này thì có thể tính đến hai trường hợp để xử phạt quy định tại Nghị định 100 năm 2019 của Chính phủ. Thì thứ nhất là nếu như mà anh vượt xe không đúng quy định thì bị phạt tiền đến mức là 5 triệu đồng, đồng thời bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đến 3 tháng. Còn nếu mà trong trường hợp mà gây tai nạn quy định tại điểm A khoản 7 điều 5 của Nghị định thì sẽ bị phạt đến 12 triệu đồng và có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đến 4 tháng. Thưa quý vị, điều khiển những loại xe có trọng tải lớn ở những đoạn đường đèo, đường đồi núi luôn tiềm ẩn những rủi ro và nguy hiểm khó lường. Chính bởi vậy mà thông qua cuộc phân tích trong tiểu mục Ai đúng ai sai tuần này, hy vọng những bác tài sẽ thận trọng hơn nữa, đừng vì một phút nhanh chậm mà có thể gây ra những tai nạn thương tâm. Và chuyên mục Phía sau tài lái tuần này cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.